Good morning guys. Mình là Cindy đến từ Elite Learning English. Chào mừng các bạn đến với một series học tiếng Anh qua một chất liệu vô cùng mới cùng Elite. Nhưng mà cao quá. Tôi thử thách các bạn xem hết video này mà không. You're beautiful, it's true. Ear, but, the, a. Kết hợp 3 bước phát âm chính xác âm này rồi đấy. Chúng ta hãy cùng nhau học hai âm này qua bài hát, ok? Are you ready? Let's get started!